Bảng Kanban là một công cụ quản lý giúp chúng ta trực quan hóa công việc. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thiết lập giao diện bảng Kanban trên UpDiagram. Đầu tiên, chọn dự án bạn muốn xem dưới dạng Kanban bằng cách nhấp vào xem chi tiết. Bước 2, chúng ta chọn mục tùy chỉnh và chọn dữ liệu. Tại đây, chúng ta có thể tạo và tùy chỉnh các trường dữ liệu của dự án. Sau khi đã thiết lập được các trường dữ liệu, ta đi đến mục hiển thị để tùy chỉnh các chế độ hiển thị phù hợp cho bảng Kanban của chúng ta. Ở đây có hai mục quan trọng ta cần lưu ý. Thứ nhất là trạng thái, mục này sẽ quyết định cách bảng Kanban của ta được phân loại theo hàng dọc. Và gọp nhóm, mục này sẽ giúp ta phân loại công việc theo nhóm, nhờ đó chúng ta có thể quản lý dự án một cách dễ dàng hơn. Cuối cùng, để tận hưởng thành quả, chúng ta đi tới mục công việc, chọn bảng Kanban. Vậy là chúng ta đã có một bảng Kanban thật nhanh chóng. Bạn có thể kéo và thả các công việc để cập nhật trạng thái của dự án. Chúc các bạn thiết lập một bảng Kanban thành công. Cùng theo dõi UpDiagram để biết thêm nhiều thủ thuật hữu ích.